Nhạc sĩ Phương Uyên và ca sĩ Thanh Hà đang tận hưởng cuộc sống vợ chồng son sau 6 tháng về chung một nhà. Sau 2 năm hẹn hò, Phương Uyên và Thanh Hà tổ chức đám cưới hồi tháng 9 năm 2022 tại phòng Dry the Bell ở California, Mỹ. Thanh Hà cho biết đã vượt qua rất nhiều rào cản để có mặt trong hôn lễ của chính mình. Cô cảm ơn Phương Uyên đã cho mình một tình yêu mà không bao giờ cô dám nghĩ tới hay mơ ước. Cô hứa uống cà phê với bạn đời mỗi sáng, hát tất cả những ca khúc mà Phương Uyên viết và sẽ luôn sẵn sàng hy sinh để mang lại hạnh phúc cho cả hai. Ca sĩ hy vọng bản thân có nhiều sức khỏe để sống lâu bên Phương Uyên. Trong hôn lễ, khi lồng chiếc nhẫn vào trong tay Thanh Hà, Phương Uyên nhắn nhủ, sáng nay chúng ta đã đeo chiếc nhẫn này trên tay, bây giờ Uyên lại trao cho em. Kiếp sau, em có thể lấy Uyên một lần nữa. Sau đám cưới, cặp uyên ương thường xuyên đi lại giữa Mỹ và Việt Nam, kết hợp lưu diễn, sum họp với người thân, bạn bè. Họ quấn quýt bên nhau như đôi tình nhân trẻ. Thanh Hà cho biết ở bên Phương Uyên, cô thấy mình như trẻ con, thích nũng nịu, cưng chiều. Cô nói với bạn đời xưa giờ nổi tiếng kiệm lời nhưng khi về chung một nhà, nhạc sĩ chu đáo, thường xuyên dành cho cô những lời khen về ngoại hình lẫn giọng hát. Thanh Hà nói cô may mắn vì được bạn đời hỗ trợ mọi việc, sáng tác ca khúc mới, thu âm, chọn bản phối, luyện thanh, đồng hành ở các sự kiện, show diễn trong và ngoài nước. Sự quan tâm động viên của Phương Uyên giúp giọng ca 54 tuổi thấy mình trẻ trung, thăng hoa hơn trong âm nhạc. Chúng tôi đều là nghệ sĩ, có cái tôi lớn nên đôi khi xung đột xảy ra. Tuy nhiên, cả hai đều hiểu rằng đối phương muốn tốt cho mình nên không tranh cãi mà thường làm lành, xoa dịu nhau. Tôi trân trọng khi có bạn đời cùng nghề thấu hiểu, chia sẻ với mình mọi thứ. Thanh Hà nói. Phương Uyên giúp Thanh Hà ướm thử chiếc váy mình chuẩn bị trước khi ra sân khấu ở hậu trường đêm nhạc Nỗi Nhớ và Thanh Xuân. Thanh Hà được nhiều đồng nghiệp khen đẹp hơn từ khi yêu Phương Uyên. Nữ ca sĩ cho biết bạn đời là người tạo động lực để chị giảm cân thành công và trở nên tươi trẻ hơn. Thanh Hà giữ thói quen pha cho Phương Uyên một ly cà phê mỗi sáng. Sau khi cả hai cùng thức dậy, buổi chiều họ cùng đạp xe bật nhạc hát hò như hai đứa trẻ lần đầu hẹn hò. Cả hai có chung sở thích ăn uống, nuôi cá, trồng cây, xem phim lịch sử và gu ăn mặc. Họ không có bất kỳ khoảng cách nào khi bên nhau. Phương Uyên cho biết bạn đời trong mắt cô là người phụ nữ tinh tế, lịch sự, biết đối nhân xử thế. Cô cho rằng tính cách khiêm nhường, cầu thị, ham học hỏi trong công việc lẫn cuộc sống của Thanh Hà không phải ai cũng làm được. Trong khi đó, Thanh Hà yêu thích tài năng của nhạc sĩ năm 3 tuổi. Cô nói bạn đời dạy cô nhiều điều vì lòng biết ơn. Sau nửa năm chính thức về chung nhà, Phương Uyên nói cô cảm nhận rõ mình và bạn đời đã trải qua những gấp gáp, nóng vội của tuổi trẻ. Giờ đây tình yêu của họ chậm rãi, đằm thắm nhưng sâu sắc. Mỗi ngày họ tận hưởng niềm vui bên nhau, cùng cố gắng giữ lửa hạnh phúc với mong muốn có cuộc sống bình yên những năm tháng còn lại. Cuộc đời con người đi qua những bể dâu mới biết quý trọng hạnh phúc. Hơn 50 tuổi chúng tôi mới gặp được người mình mong muốn. Cả hai luôn biết suy nghĩ để có thể đi được với nhau lâu dài, Phương Uyên nói. Sắp tới, cặp đôi cho biết sẽ ra mắt các dự án âm nhạc để lan tỏa cảm xúc tích cực, san sẻ niềm yêu thương tới mọi người. Họ mong muốn có cuộc sống sung túc, bình yên nên đang nỗ lực tiếp lửa hạnh phúc cho nhau. Thanh Hà sinh năm 1969, có mẹ là người Việt Nam, cha là người Mỹ gốc Đức. Cô có nhiều bài hát được khán giả yêu thích như Tàn Tro, Mong Manh Tình Về, Sợ Yêu. Phương Uyên sinh năm 1970 cùng hai em gái Cẩm Tú và Ngọc Diệp lập nên nhóm Ba Con Mèo, nhóm hoạt động sôi nổi và nhanh chóng được khán giả yêu mến trong những năm 1990 đến 2000 với loạt hit Sài Gòn Cô Tiên năm 2000, Mẹ Yêu. Năm 2001, nhóm tan rã, Phương Uyên trở thành nhà sản xuất âm nhạc. Những năm gần đây, cô còn mở trường dạy nhạc.